Và tiếp theo chúng ta sang mục 2, đó là học về khuôn nhạc. À, về khuôn nhạc thì nó có 5 hàng và 4 khe. Và như chúng ta đã thấy ở trên bảng mình đã vẽ, đây là khuôn nhạc, người ta gọi là khuôn nhạc. À. Thì bên này mình, mình ghi theo mũi tên. Tức là chúng ta thấy mũi tên từ cái đường kẻ này, cái đường kẽ này. Đây, đường kẽ đường kẽ này, con nét này, đường con nét này là người ta gọi đó là là hàng, gọi đó là hàng. Còn cái bên trong cái ô này là có cái ô trống này bên trong này, đấy. người ta gọi đấy là khe. Và sang bên đây thì thì mình đã ghi trên số tức là đếm từ dưới lên là hàng thì có năm hàng Đây một hàng này, hai hàng, ba hàng bốn hàng và năm hàng và trong cái khe thì có bốn khe một khe này khe thứ nhất này khe thứ hai khe thứ ba và khe thứ tư và tại sao trong âm nhạc là phải có khuôn nhạc và phải có khoa nhạc trong khuôn nhạc thì đây là cái chỗ mà để chúng ta nhận biết được cái vị trí của các nốt nhạc ví dụ như vị trí của nốt đô nó nằm ở đâu hoặc là vị trí vị trí của nốt son nó nằm ở đâu ví dụ như là uh, nốt đô thì nó nằm ở ở khe ở khe phụ hoặc là nốt son nó nằm ở hàng thứ hai đây là hàng thứ hai ví dụ đây là nốt son nó nằm ở hàng thứ hai và ví dụ là nốt uh, nốt rế thì nó nằm ở hàng thứ tư hoặc là nốt uh, nốt la nó nằm ở khe thứ hai hoặc là nốt pha nó nằm ở khe thứ nhất đó chính là lý do mà ở trong âm nhạc là phải có khuôn nhạc để chúng ta xác định được và biết được các nốt nhạc nó nằm ở vị trí nào và vị trí nào và trong bài khuôn nhạc này để chúng ta phải biết được là trong khuôn nhạc thì có 5 hàng và 4 khe để chúng ta biết được uh, gọi tên nốt nhạc và biết được cái vị trí của cái nốt nhạc nó nó nằm ở đâu. Ở, giống như vừa nãy mình đã cho ví dụ, ví dụ như nốt pha thì nó nằm ở ha ở ở khe thứ nhất, đây khe thứ nhất này, đây là khe thứ nhất là nốt pha khe thứ nhất hoặc là nốt uh, nốt mi nó nằm ở à, khe nó nằm ở, ở ở khe thứ tư, ví dụ là như thế thì trong bài học ngày hôm nay thì đối với bài khuôn nhạc thì nó chỉ có như vậy thôi đó là gồm có 5 hàng và 4 khe và mục đích của nó đó chính là để chúng ta xác định được cái vị trí của các nốt nhạc và tiếp theo mục 3, đó là chúng ta học về khóa nhạc và trước khi chúng ta học về khóa nhạc thì à, mình xin bổ sung về cái cái à, cái khuôn nhạc đó là à, trong khuôn nhạc thì có các trường hợp như là cái khe và hàng tức là hàng thì cũng có hàng năm hàng trong khuôn nhạc cũng có năm hàng và bốn khe và như vậy thì có một số nhạc sĩ sáng tác một cái bài nhạc nào đó thì họ có thể là nốt nó cao hơn so với cái khuôn nhạc là nốt nó cao hơn hoặc là nốt nó thập hơn tức là cái nốt nó, tiếng nó trầm á thì thường thường thì trong khuôn nhạc nó có cái cái được gọi là hàng phụ và khe phụ và nó là như thế này Đấy, ví dụ như là trong cái bảng thì mình viết thì nó đã đủ năm hàng rồi 1, 2, 3, 4, 5 hàng và 4 khe tức là cái đó là yêu cầu của của những người sản, người sáng tác ra cái khuôn nhạc này đó là uh, chỉ được 5 hàng và 4 khe thôi nhưng mà vì uh, yêu cầu của những người sáng tác nhạc có nốt thì cao, có nốt thì thấp quá bắt buộc thì phải có hàng phụ và khe phụ thì nó hàng phụ thì khe phụ thì nó nằm ở ngoài cái khuôn nhạc này Đấy, nó nằm ở ngoài ví dụ như thế này Đấy và ở dưới cùng thì cũng thế người ta gọi đây là hàng phụ và khe phụ đấy các bạn nhớ nha ở dưới người ta gọi là hàng phụ và khe phụ và tiếp theo chúng ta sẽ đến với bài đó là khóa nhạc thì trong khóa nhạc thì nó gồm có khóa son và khóa pha và tại sao trong âm nhạc lại phải có khóa son và khóa pha và nó được áp dụng như thế nào và thứ nhất thì khóa son với khóa pha thì uh, cái tên nó thì giống nhau nhưng mà điều khác nhau tức là cái vị trí của các nốt nó nằm khác nhau uh, ví dụ như là trong khóa son thì nốt uh, hoặc là nốt mi, nốt mi thì nó nằm ở hàng thứ nhất này. còn đối với khóa pha thì khóa pha thì nốt mi nó không phải nằm ở đây nữa mà nó nằm ở cái chỗ khác. nhưng mà đầu tiên chúng ta cũng phải học uh, khóa son trước. và khóa son này thì uh, thường thường thì người ta dùng vị, ví dụ như trong nhạc cụ thì thường dùng cho đối với đàn organ và đàn piano thì khóa son này thì được dùng cho tay phải tức là tay chúng ta đánh các cái tiết tấu hay còn gọi là đánh nốt các tiết tấu bài hát ấy. đấy. Còn khóa pha thì thường thường tức là dùng cho giọng trầm. Nếu mà đánh đàn piano hoặc là organ thì thường dùng cho tay trái tức là tay trái nên là, là phụ để bấm uh, hợp âm, đấy, bấm hợp âm. Đấy, còn uh, tay uh, À, tay phải này là dùng cho khóa son và bấm nốt ví dụ như trong à, trong thánh ca thì khóa son là dùng cho à, giọng nữ hát tức là giọng thứ nhất và giọng thứ hai còn khóa pha thì à, dùng cho giọng nam tức là giọng trầm uhm, hay còn gọi là giọng thứ 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 ba và thứ tư và trong à, khóa son này thì à, thì vị trí của của nốt nhạc nó như sau mình xin uh, uh, giải thích cho các bạn thứ nhất đó là ký hiệu của khóa son là nó như thế này à, hình dáng ký hiệu của khóa son là nó như thế này đầu tiên chúng ta phải xem cái cái khóa cái khóa khóa nhạc của khóa son chúng ta phải xem cái điểm nhấn của nó tức là cái khoanh tròn tròn này này đây là điểm nhấn để chúng ta À, xác định được cái vị trí của nốt, tức là à, chúng ta phải xác định vị trí của của nốt này và bắt đầu từ à, cái nốt này chúng ta làm làm chuẩn, tức là làm cái mốc để tính các nốt, các nốt à, còn lại. Và đây thì chúng ta thấy thì cái cái xoay như hình như hình con ốc đó, như hình con ốc ạ thì chúng ta xem này, như hình con ốc thì bắt đầu từ cái cái hàng gọi là hàng thứ hàng thứ hai này, hàng thứ hai. Đấy, hàng thứ hai. Còn đây là khe thứ. Nhất. Đúng. Nó được bắt đầu hàng thứ hai và chúng ta gọi tên nó, tức là nốt son. Đấy, bây giờ là khóa son nhé khóa son thì bắt đầu từ hàng thứ hai chúng ta gọi tên nó là nốt son này, nằm ở đây. Đấy, tên nốt này là nốt son nốt son. Là nốt son. Và như vậy thì chúng ta đã có nốt son sẽ là làm mốc để tính các nốt còn lại, các tính các nốt còn lại. Và như vậy thì để tính được các nốt còn lại thì chúng ta phải quay lại cái bài đầu tiên tức là cách đọc đúng thứ tự của nốt nhạc. Và mình xin được phép nhắc lại như sau tức là trong nốt nhạc thì gồm có 7 nốt đó là do, re, mi, fa, son và si đó là đọc đúng theo thứ tự của các nốt nhạc và như vậy thì để tính của, của các nốt còn lại thì mình sẽ có cái hình ảnh công thức như sau đây các bạn nha. mình vẽ theo sơ đồ hình tròn tức là à, cái bảy nốt đấy thì nó đi theo theo một chu kỳ tức là 1 đến 7 rồi trở lại một ví dụ 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 tức là chu kỳ 1 đến 7 thì à, trong nốt nhạc cũng vậy thì ví dụ như mình đọc từ đô re mi fa son la si thì tới si thì lại đọc lại đô re mi fa son la si đã theo theo chiều xoay của đồng hồ đấy theo chiều xoay của đồng hồ và để chúng ta tính được để biết được các nốt nhạc các nốt nhầm nốt nhạc nằm ở vị trí trên khung nhạc thì đầu tiên chúng ta phải phải áp dụng về những sơ đồ này. Tức là sơ đồ theo mũi tên thì ví dụ như bắt đầu từ nốt đô thì chúng ta nếu mà đi lên thì tức là đếm lên này, đếm lên. Còn bắt đầu từ đô, cái này là đếm đếm ngược. Ví dụ như là À, từ đô đến rê tức là đếm lên. Và nếu đếm lên thì thì tất nhiên cái cao độ của các con nhạc sẽ cao lên. Và nếu mà từ đô mà đếm xuống thì tất nhiên cái cao độ của nó sẽ là thấp hơn, tức là cái giọng nó trầm hơn. Đấy. Đây các bạn. Và bắt đầu là từ nốt son, bắt đầu là từ nốt son này bắt đầu là từ nốt son và theo số đếm thì xong nốt son thì mình tiến tới đấy, đêm lên xong nốt son là nốt gì và đây theo sơ đồ đây là nốt son này đấy đây là nốt son nhé mọi người đây là nốt son à, xong rồi đêm lên xong son rồi tới la đấy đem lên và trong khung nhạc cũng vậy không phải đi lên đây được gọi là nốt la nó nằm ở à, ở hàng ở khe thứ hai là nốt la này khe thứ hai là nốt la nốt la và tiếp theo quay lại sơ đồ hình tròn xong tới la là đi lên tiếp tức là nốt si đấy đi lên tiếp hàng thứ ba là tôi gọi là nốt si nốt si và tiếp theo nữa song si là trở lại đô trở lại đô và đô này là có phải là đô của đô này đó nha đấy đô này là đô trầm còn ở đây là nó đô nếu mà đọc đúng thì nó là đố đấy